Theo đơn hình của bạn có tên là Văn Yên nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hình của bạn nha. Bạn mua bên shop mình nó chính là một em mặt tủ. Rồi em mình nó siêu đã mọi người. Cái chất của nó rất là đã luôn, cực kỳ mềm và cực kỳ slow ha. Và mình cũng hết hàng cái em này rồi. Và cuối cùng thì bạn mua một em xinh thật. Nhìn của bạn đã xong. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Bùi Hữu Phước nha. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm. Bạn mua nhé, bên shop mình một em thằng lằn ung chuối rất là xinh. Mình vẫn còn một hai em gì ấy. Nên là bạn nào thì có thể bạn tức shop mua ha. Đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Bảo Như nha mọi người. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn Như mua bên shop mình một em đấu ôm quà, một em xin thọ, một chiếc thơm, và cuối cùng là một em bánh hoa nhị. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đang mua shop thôi nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn với hai sản phẩm của bạn có tên là Trần Yến Nhi. Bạn mua hai cushy, đầu tiên là một em cù. Mình nói luôn em này sẽ bị đắt rất là nhiều nha mọi người. Mọi người mua lưu ý nha. Và cuối cùng là một em thành lần ôm chuối. Đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo là một đơn hàng cũng khá là to của bạn có tên là Huyền My nha. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm. Ở đây thì mình có tặng cho bạn một em pussy kem nha. Mini. Bạn mua một em cappuccino có khuyết điểm. Một em ông dẻ nội yên siêu mềm siêu chậm tăng luôn ha. Một sắp bông dày đỏ. Một em mèo ôm tim có lỗi nhẹ nha. Cuối cùng là một em bấm bầu dục. Rồi, đơn hàng của bạn đã xong. Các bạn không? Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Bé Miu. Và đây là phần bao bì mình đặt tiền. Bạn mua bên shop mình một em thu út cuốn 47 và một em mèo đen kèm hộp ha. Mấy đứa xưa hôm nay mình cũng còn cỡ vài em ấy. Bạn nào thích thì có thể lên Shopee và TikTok mua nha. Cảm ơn bạn ủng hộ mình nha. Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Thu Vân. Và đây là phòng bao bì mình tặng kèm. Bạn Vân mua bên shop mình nhé. Một em cô bé mùa đông, giá là 47. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn ủng hộ shop. Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Trịnh Thị Khả Ái. Và đây là phần bao bì mình tặng tiền. Bạn mua bên shop mình đầu tiên có một em cuốn nhảy múa nè. Và cuối cùng là bạn sĩ 20 em ngẫu nhiên nhé. 20 em mini á. Bóc ngẫu nhiên cho bạn. 2 em 3 4 5 7 11 12 13 14 15 19 20. Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Châu Gia Linh. Và đây là phần bao bì mình tặng. Bạn mua bên shop mình đầu tiên có 5 em có city mini này. Màu vàng, màu tím, màu xanh, kem và hồng ha. Tiếp theo là 3 em đèn chân, 3 cảm xúc khác nhau màu hồng. Cuối cùng là 2 cái tai thỏ mini vậy thôi, nhưng mọi người nhìn nó rất là slow luôn nè. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn làm một sao. Tiếp theo là đơn hàng của bạn cũng đặt 2 em cushy. Đầu tiên bạn mua một cốc cappuccino, mẫu này hình như mình cũng hết rồi mọi người. Và cuối cùng là một em gà bông. Đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Lâm Minh Mẫn. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm nha. Bạn có mua bên shop mình một em mực. Cuối cùng là một chân mèo. Đơn hàng của bạn đã xong. Cuối cùng là đơn hàng của bạn có tên là Thảo My. Và đây là phần bao bì mình tặng kèm. Bạn mua bên shop mình 3 em kiều tươi. Rất là đẹp luôn.
27.000 một yên. Hồi xưa em mày phải rơi từ 3 đến 40. Giờ có 27.000. Mọi người thích thì ủng hộ mình nha. Em hẹn các bạn đã xong. Các bạn ủng hộ xong.